Xin chào tất cả các em. Bây giờ chúng ta lại quay lại với cái phần thứ hai của cái chuyên đề về sửa lỗi trong câu. Thì trước hết thì thầy sẽ quay sơ qua cái toàn bộ cái bài học của chúng ta hôm nay để các bạn tiện theo dõi cũng như là các bạn dừng màn hình các bạn làm bài. Đây là toàn bộ cái nội dung của cái bài học của chúng ta trong cái phần thứ hai. Thì ở phần một nhỏ đấy, tương ứng với cái bài tập số 1 là cái phần về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Có nghĩa là cái cách chúng ta nhận biết, chúng ta chia cái động từ làm sao nó phù hợp với chủ ngữ ở số ít hay số nhiều. Đây người ta gọi là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Thì ở đây thầy có đưa ra một số những cái lưu ý nhỏ. Thầy tóm tắt nó vào đây để các bạn có thể tham khảo lại cái phần lý thuyết của nó một chút. Thì bây giờ ta đi vào câu số 1. Nào ta theo dõi này. The study of language are very interesting. Chúng ta để ý này. Toàn bộ cái phần mà thầy đang đang đánh dấu này này, đang làm đánh dấu trên màn hình. Toàn bộ cái phần này là chủ ngữ nhé. Và cái từ language này nó chỉ là một thành phần trong cái chủ ngữ này. Và cái chính của nó là cái từ study này này. Việc học ngoại ngữ là rất thú vị. Cho nên ở đây cái danh từ này nó không phải là danh từ số nhiều như chúng ta nhận biết ở đây. Mà nó phải là danh từ số ít. Vì nó là danh từ số ít cho nên cái động từ to be ở đây chúng ta dùng is nhưng không dùng a. Đấy, như vậy ở đây các bạn sẽ phải dùng là is. Câu số 2. Today the number of people enjoying winter sport are almost double that of 20 years ago. Ngày nay số lượng người thích các môn thể thao mùa đông thì đã tăng gấp đôi so với cách đây 20 năm. Đây chúng ta để ý lên phía trên cái chỗ này cho thầy nhé. The number of này. Và a number of này. Đấy, chúng ta thấy cái này nếu người ta dùng the number of này, thì cái động từ đằng sau này nó phải là động từ ở dạng dạng số ít. Đấy, như vậy thì toàn bộ cái phần này này trong cái câu này nhé. Toàn bộ cái phần thầy đang đánh dấu này nó là chủ ngữ của cái câu này thì động từ ở đây nó sẽ là is. Câu tiếp theo. Câu số 3. A student in my class are good at English. Mọi mọi học sinh ở trong lớp của tôi đều giỏi tiếng Anh. Các bạn lại quay lên các bạn theo dõi cái phần trên này. Every now thì thường là cái chủ ngữ, cái động từ ở dạng này nó đi với động từ số ít. Cho nên ở đây chúng ta sẽ tiếp tục cái đáp án sai là đáp án C. Chúng ta sẽ dùng là is. Câu số 4. The air together with the train. Ok, cái này chúng ta lại theo dõi cái phần số 4 này. Thì chúng ta thấy cái đáp án B này là sai. Và ở đây chúng ta cũng dùng is. Câu số 5. Đây, cái câu này, cái danh từ chỗ này nhé. Cái danh từ này, đây là danh từ này. Việc sử dụng chất ma túy đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng, vấn đề xã hội nghiêm trọng. Thì ở đây chúng ta thấy là đáp án A này là sai này. Chúng ta không dùng have được mà chúng ta phải dùng là has. Câu số 6. The threat of being admitted do not worry me
anymore because I have started my own business. Đấy, các bạn theo dõi cho thầy cái chỗ cái động từ chỗ này. Đây. Trong cái câu này thì toàn bộ cái phần này nhé, phần thầy đang đánh dấu ở trên màn hình này, nó là chủ ngữ của câu này. Và cái chủ ngữ của câu này thì nó là chủ ngữ số ít. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái đáp án C này là sai. Chúng ta không thể dùng là do not mà chúng ta phải dùng là does not hoặc là doesn't. Đấy, cái này mới đúng này. Câu số 7. Mr. Seven, along with, okay. Chúng ta gặp cái cấu trúc với along with. Đây, chúng ta gặp cái cấu trúc này. Thì cái chủ ngữ của cái câu này nó sẽ đi cũng đi theo cái chủ ngữ một chứ không đi với chủ ngữ hai nhé. Cho nên là câu này chúng ta sẽ thấy là cái đáp án của nó sai là đáp án C. C. Câu này chúng ta phải dùng là is. Câu số 8. If each of you take a vacation, we will not be able to finish the work. Mỗi người trong số các bạn chúng ta để ý cho thầy cái đáp án B này. Để ý cái đáp án B. Và đáp án B này chúng ta sẽ chia như nào nhỉ? Text. Câu số 9. Chúng ta lại gặp cái cấu trúc của nays, nays, nor. Nays nor. Đây là John là chủ ngữ 1 này. Her his friend là chủ ngữ 2 này. Thì trong cái cấu trúc của nays nor và as or thì động từ được chia theo chủ ngữ số 2 nhé. Và chủ ngữ số 2 của câu này nó đang là số nhiều này. Cho nên ở đây is là sai. Và câu này chúng ta sẽ phải dùng là are. Mary and her friends. Cái cấu trúc của and cái này thì nó lại là chủ ngữ của nó lại là cả toàn bộ hai cái này luôn. Đấy. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái này sai. Cái này chúng ta phải dùng là a. Câu số 11, Mary as well as her friends are going to the party tonight. Ta gặp cấu trúc của as well. Thì đối với cấu trúc này thì cái Mary là chủ ngữ 1 và her friend là chủ ngữ 2. Nhưng động từ không được chia đối với từ her friend mà chia với từ Mary. Cho nên câu này đáp án C là sai. Và câu này chúng ta sẽ phải dùng là either. Câu số 12, thầy sẽ cho nó xuống dưới để chúng ta theo dõi cho dễ. Neither of his pen are able to be used. Đây, neither of nhé. Đi với danh từ số nhiều. Thì cái chủ ngữ ở đây nó cũng chỉ là số ít. Cho nên cái đáp án này là sai này. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng là is. Câu số 13. A number of students is going to the class picnics. Đấy, chúng ta theo dõi lại cho thầy cái cấu trúc a number và the number. The number of thì đi với động từ dạng số ít, còn a number of thì nó lại đi với động từ ở dạng số nhiều nhé. Như vậy câu này sai này.
Và câu này cái từ either này chúng ta phải dùng là are. Cái này rất hay nhầm nhé. Các bạn phải nhớ the và a, the number of and a number of. Everyone want to buy a ticket for this live show. Câu này sai này. Everybody nó là ngôi thứ ba số ít. Động từ này sai. Và chỗ này chúng ta phải thêm s vào sau động từ. Chúng ta phải thêm s vào sau động từ once. Thêm s sau động từ one. Đó, câu 15, the boy winning the prize in the contest was very happy. Đây, cái câu này cái chủ ngữ của nó là từ đây cho đến contest này. Đấy nha. Được chưa? Nhưng ta phải chú ý vào cái từ boys. Những cậu bé mà giành được giải thưởng trong cuộc thi thì rất là vui. Như vậy ở đây nó phải là số nhiều. Và động từ to be của nó sẽ phải là were. Đấy, chúng ta thấy là chúng ta phải nắm chắc cái phần tóm tắt ở trên này nhá, để chúng ta làm cái phần bài tập này một cách nó thuần thục và dễ dàng. Phần tiếp theo thì ở phần này chúng ta sẽ làm những cái bài tập nó liên quan đến đại từ quan hệ. Và đại từ quan hệ là một cái kiến thức, phần kiến thức nó rất là rộng. Cho nên là ở đây thầy không tóm tắt cái phần ngữ pháp vì nó dài quá. Và thầy sẽ có một cái chuyên đề riêng thầy giới thiệu lại cho các bạn cái kiến thức về cái phần 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 ngữ pháp của cái phần này nha. Ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm, cách nhận biết cái bài này thôi. Câu số 1 chúng ta nhìn vào đây. Khi chúng ta thấy gạch chân đại từ quan hệ thì chúng ta phải để ý vào các cái chỗ đại từ quan hệ nhé. Thì ở câu này này, các bạn để ý cái từ people này nha. Và thứ hai là phía sau cái từ đại từ quan hệ là một động từ này. Mà ở đây người ta lại dùng cái từ whom này là sai này. Bởi vì chỗ này nó phải là một cái từ làm chủ ngữ. Như vậy đáp án B này là sai. Và cái đáp án đúng của nó phải là whom. Đó, đáp án đúng của nó phải là từ who. Đại từ quan hệ làm chủ ngữ trong câu. Câu số 2 này thì các bạn nhìn thấy nó rất là đơn giản thôi. Cái từ the boy này là danh từ chỉ con người này. Mà đây người ta dùng which là sai. Đó. Which là nó dùng cho đồ vật. Như vậy câu này chúng ta cũng phải dùng đại từ quan hệ who. Phần đại từ quan hệ thì nó không khó đâu các bạn nhé. Nó dễ nhận ra thôi, không 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 khó đâu. Câu tiếp theo này. Ta thấy ở đây lại tiếp tục cái xuất hiện từ the boy. Và ở đây người ta lại dùng lại cái từ which này. Như vậy câu này lại sai tiếp này. Câu này chúng ta cũng phải dùng đại từ quan hệ who làm chủ ngữ. Câu số 4, Nguyễn Du that wrote kill story was a great Vietnamese poet. Nguyễn Du, người mà viết tác phẩm truyện Kiều. Cái từ that nó có thể thay thế cho từ who. Ok. Nhưng trong trường hợp này, trước đại từ quan hệ có dấu phẩy này này thì chúng ta không được dùng that. Cho nên câu này that là sai. Và câu này chúng ta cũng phải dùng từ đại từ quan hệ who. Nhớ là that có thể thay thế nhưng mà ở đây cái câu nó có dấu phẩy ở phía trước đại từ quan hệ là chúng ta không được dùng that. Câu số 5. There's a woman who she sold me the handbag. Ok, A là the woman không vấn đề gì này. Nhưng chúng ta để ý cái chỗ B này nha. À cái chỗ này nha. Cái chỗ này là cái từ who rồi này. Đại từ quan hệ người ta dùng ở đây rồi. Như vậy ở đây nếu đại từ quan hệ làm chủ ngữ rồi mà người ta lại vẫn dùng tiếp cái từ she làm chủ ngữ thì câu này cái đáp án B là sai. Và câu này chúng ta phải bỏ cái từ she đi. Đó, ta bỏ cái từ she này đi này. Thì nó thành cái câu là there's a woman who sold me the handbag.
Câu số 6, the company does not want to hire the man that experience was so limited. Công ty không muốn thuê cái người đàn ông, người mà kinh nghiệm của ông ta rất là hạn chế. Thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta để ý vào cái đáp án này, đáp án C này nhé. Để ý cho thầy đáp án C. Các bạn thấy đây là con người này, the man là chỉ con người này. Cái từ aporean này là một danh từ này. Như vậy ở đây chúng ta thấy là nó sẽ thiếu cái tính từ đại từ quan hệ làm thay thế cho tính từ sở hữu. Cho nên câu này chúng ta sẽ dùng là who the. Câu số 7. There are also many single mother and single father which are raising children by themselves. Có nhiều những người bố hoặc người mẹ đơn thân, single mother đơn thân, đang nuôi dưỡng những đứa con của họ, chính họ đang nuôi dưỡng by themselves. Thì câu này chúng ta thấy cái đáp án C này là sai. Đây chúng ta phải dùng là who. Câu số 8. I think the woman whom had helps me. Khi chúng ta gặp cái dạng này, chúng ta cứ xác định cho thầy hai cái vị trí là trước và sau cái đại từ quan hệ này. Chỗ này đằng trước là ok rồi, nhưng đằng sau này chúng ta thấy nó có từ has động từ. Như vậy chỗ này nó thiếu chủ ngữ chứ không phải tân ngữ. Cho nên nếu như chúng ta dùng whom là sai, mà chúng ta phải dùng đại từ quan hệ who làm chủ ngữ. Do you like the building that window are green? Bạn có thích cái ngôi nhà mà những cái cửa sổ của nó màu xanh không? Câu này chúng ta thấy là cái từ that là sai, mà chúng ta phải dùng là whose. Hoặc là of which. Câu số 10. The man who was injured in the accident was taken to the hospital. Câu này là một cái câu lược bỏ cái đại từ quan hệ đi rồi. Thì cái ở cái phần 1 part 1 của cái chuỗi bài tập chữa lỗi này, thầy đã hướng dẫn về cái chỗ rút gọn cái đại từ quan hệ này, thì cái đáp án này sai này. Đáp án A này sai. Đấy. Ở đây chúng ta phải bỏ cái từ was này đi này. Ta bỏ cái từ was này đi để cho nó chỉ còn lại cái động từ phân từ hai nha. Câu số 11. Is it the book you are looking for is? Đây câu này thì nếu như nó người ta viết đầy đủ của nó sẽ là is it the book which you are looking for. Và cái từ which nằm ở đây người ta đã lược bỏ nó đi. Và khi lược bỏ đi thì nó đồng thời nó cũng phải không để lại cái từ it ở đây được. Cho nên là ở đây câu này chúng ta phải bỏ từ it đi. Câu 12. This is the picture of the town where we visited last summer. Đây là bức tranh của cái thị trấn chúng tôi thăm nơi đó vào mùa hè năm trước. Where cũng là từ thay cho từ chỉ địa điểm, nhưng mà where nó chỉ thay thế cho những từ như là here hoặc là there. Còn ở đây là nó giống như là một cái đồ vật thôi. It thì chúng ta phải dùng là which. Chúng ta không dùng where được nhé. Câu này nếu như tách ra hai câu thì nó sẽ là this is a picture of the town we visited it last summer. Cho nên là nếu đã ít thì chúng ta chỉ dùng which chứ không dùng where được. Như vậy câu này chúng ta sẽ dùng là which. Câu số 13. The story to that I listen. Đây, chúng ta lại nhớ lại một cái nữa là that có thể thay thế cho which. Nhưng
Trong trường hợp có giới từ đi trước thì that lại không thay thế được cho which. Cho nên là trong câu này chúng ta không được dùng that mà chúng ta phải dùng which. Câu 14, Peter that works. Này, câu này giống cái câu thầy vừa mới nói là sau cái dấu phẩy thì đại từ quan hệ không được dùng đại từ quan hệ that và chúng ta phải dùng ở đây là who. That có thể thay thế cho who hoặc là which nhưng phải trong cái mệnh đề quan hệ xác định. Câu 15. He told us. Tiếp tục câu số 15 thì chúng ta đọc lướt qua một lượt này. Ok, câu này chúng ta thấy cái chỗ này từ that này là sai. Vì trong cái câu này chúng ta lại không dùng which mà chúng ta lại dùng where. Cho nên là ở đây chúng ta that không thay cho where cho nên là chúng ta sẽ dùng. Đó. Cái bài số 3 này là người ta yêu cầu chúng ta ôn tập về phần giới từ nhé. Thì thầy sẽ đưa các bạn một số bài tập về giới từ. Giới từ nó là một trong những cái mà rất là khó đối với người học tiếng Anh. Bởi vì chúng bắt buộc chúng ta phải nhớ. Thì câu số 1 các bạn đọc lướt qua một lượt. Đây, câu số 1 chúng ta thấy nó thiếu ngay ở cái vị trí A này. Bởi vì chúng ta rất quen thuộc là chúng ta có cụm từ là take part in. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải thêm từ in. Cái từ thầy các cái từ mà thầy đưa màu đỏ là thầy thêm vào nhé hoặc là có chỉnh sửa gì ở đó thì thầy mới dùng màu đỏ. Tiếp theo câu số 2, câu này chúng ta đọc lướt qua một lượt chúng ta thấy đáp án sai chỗ này. Khi các bạn chỉ tay về phía một ai đó thì các bạn phải dùng từ us chứ không dùng từ about. Point us chỉ tay về ai đó. Câu số 3. You have to study harder to keep peace with your classmates chứ không phải là in nhé. Bắt kịp với ai đó, theo kịp ai đó. Chúng ta dùng từ with. Câu số 4, John's mother thought that chocolate was bad for him. Bad for chứ không phải là bad to. Không tốt cho ai đó. Nào, number 5. She is tired. Đấy, ta nhìn đọc một cái thì ta thấy nó sai ngay chỗ này. Tired thì luôn đi với giới từ of. Tired of. Mệt mỏi vì cái việc gì đó. Thay cho việc gọi kêu gọi cuộc họp thì chắc hẳn chúng ta có thể là hoãn nó cho tới tháng sau. Push it over là sai này. Cái từ hoãn lại ta phải dùng là push off. Đấy, như vậy ở đây chúng ta phải thay cái từ này bằng từ off, push off, hoãn lại, trì hoãn cái việc gì đó lại. In the end of the party. Cuối bữa tiệc. Cái này là sai ngay từ từ đầu tiên này. At the end chứ không phải là in nhé. Đây, cái từ này sai này. Và cái chỗ này các bạn thay nó bằng từ us. The children were written with the noise. Nào, cái từ này nè. Cái từ sợ hãi này này. Thì cái tính từ chỗ này, cái giới từ chỗ này là sai này. Sợ hãi cái gì đó thì giới từ nó phải đi với giới từ of. Ta thay từ with bằng từ of. Câu số 9. There is a promise in Somalia and thousands of people are dying from hunger.
chết vì một cái việc lý do gì đó. Thì ở đây câu này sai. Đó phải là up. Die up. Tiếp theo. Phần số 4 là phần về câu điều kiện. À, bây giờ ta sẽ đi vào câu số 1 này. Câu số 1 thì câu này nó xuất hiện từ now. Xuất hiện từ now thì câu này sẽ là câu điều kiện loại 2. Loại 2 thì đáp án này sai này. Ở đây câu này chúng ta sẽ chỉ dùng thì quá khứ đơn. Động từ to be và động từ to be thì đây chúng ta sử dụng là were. Câu số 2. If a student takes a course on computer science, it will take him 4 years doing the course. Câu này thì người ta lại kiểm tra chúng ta cái chỗ cái động từ này. Cái này phải là to do chứ không phải là doing. Câu tiếp theo. Câu này thì thực tế thì cái này cũng được, chuyển đổi cái này cũng được, mà chuyển đổi cái bấy sau này cũng được. Thầy sẽ lựa chọn cái phương án là thầy sẽ chuyển đổi cái chọn cái này là cái sai. Và nếu sai thì ở đây thầy sẽ thay bằng từ if. Câu này thì thực tế nó cũng không, người ta ra cái đề này nó cũng không không được hợp lý lắm, bởi vì nó có hai cái lỗi luôn. Cái này cũng được mà cái này cũng được. Nếu chứ trường hợp này thì các bạn bắt buộc phải bỏ did not đi và các bạn động từ rain này các bạn thêm đuôi đi vào. Câu số 4. If has I. Này, câu này không phải là cái câu lược bỏ cái từ if cho nên là chúng ta không thể đảo cái từ has lên đầu được. Mà câu này chúng ta phải đưa has ra phía sau. Head bây giờ nó phải quay vào, nó nằm vào trong này. Head nó nằm ở đây. Câu số 5. Câu điều kiện loại 3 thì cái từ này sai này. Đáp án B này sai này. Thì quá khứ hoàn thành thì động từ này phải chuyển sang phần từ 2. Đó là launch không phải là new. Câu số 6. If she had finished the work, she can go home. Rồi, ok, câu này, cái từ này người ta để ở ngoài đây không gạch chân thì cái câu này chắc chắn nó sẽ là câu điều kiện loại 1. Như vậy câu điều kiện loại 1 thì cái vế này, cái đáp án này sai. Và cái này chúng ta sẽ dùng là gì? Động từ finish ở thì hiện tại đơn. Ngôi thứ ba số ít ta thêm es. Tất nhiên là trong cái bài thi của chúng ta thì người ta không bắt chúng ta phải sửa lại, chúng ta chỉ khoanh vào đáp án thôi. Ở đây lúc trong cái quá trình học thì thầy hướng dẫn các bạn luôn để các bạn nắm rõ được cái bản chất của cái câu này. Câu số 7 này. Ta thấy là các cái phần về động từ của hai mệnh đề trong mệnh đề quan hệ này không vấn đề gì. Này. Câu này ta thấy đáp án sai ở đây. Ok, confidently. Câu số 8 này. Câu này người ta để cái từ yes từ đây ở đây. Như vậy câu này thì chắc chắn nó sẽ phải là câu điều kiện loại 3. Cho nên đáp án sai là ta chọn đáp án này để ta sửa cái vế đằng sau này, còn nếu đáp án trước thì ta thêm vào,
nhưng lại không sửa được cái sau. Trong một câu ta chỉ được phép chọn một đáp án để sửa. Như vậy cái đáp án này sai, và cái này thầy sẽ phải thêm vào là have been lost. Thầy thay cho cái từ be này. Đây là cái câu mà người ta đã lược bỏ cái từ if ở đầu và người ta đảo từ have lên trước nhé. Và câu điều kiện loại 3, câu điều kiện loại 3 thì cái đáp án C này là sai. Và đáp án C này chúng ta phải chuyển nó thành là would have written. Rồi, khi thầy thêm vào thì cái đáp án nó hơi bị đẩy ra xa một chút. Câu số 10. Câu số 10 là câu điều kiện loại 3. Đây, cái từ này người ta để ở đây nó là quá khứ thì câu này là loại 3. Chắc chắn là loại 3, không thể chuyển thành sửa thành loại 2 được. Đấy, cho nên là đáp án này sẽ là đáp án sai này. Và đây chúng ta cũng phải chuyển thành là would have stopped. Chuyển nó sang cái cấu trúc của câu điều kiện loại 3. Câu 11. Câu 11 thì cái này nó cũng sai này. Cái chỗ này sai này. Từ head nó không thể nằm đây được mà nó phải nằm ở đây. Nó phải nằm ở trong vị trí này. Không được đảo head lên đầu khi mà chúng ta chưa lược bỏ. Câu 13, sorry, câu 12. He spent money carelessly as if he were a millionaire. Cậu ta tiêu tiền như là một 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 triệu phú. Thì đối với cấu trúc của as if thì cái động từ to be ở đây nó được sử dụng giống như của câu điều kiện loại 2, và ở đây chúng ta dùng là were. Câu 13, chúng ta gặp cái cấu trúc của từ unless. Unless you work harder, you will be back because of laziness. Nếu bạn không làm việc chăm chỉ. Đây, câu này sai này. Câu này chúng ta sử dụng dạng bị động, chúng ta thêm cái đuôi ed vào đây. Em cứ đưa ý đi vào. Câu 14. Unless there had been the heavy storm, the climber will not have died. Câu này ta phải dùng là would not have. Câu 15. She has found that nobody can if she did not try her test to do it herself. Đấy, câu này chúng ta sử dụng. Đáp án C. Câu 16. Đây, cái từ này người ta để ở ngoài đây nhé, để không gạch chân này. Như vậy thì chúng ta thấy là cái câu này nó bắt buộc phải là cấu trúc của câu điều kiện loại 2. Thì đáp án B này là sai vì B nó đang là cái cấu trúc của câu điều kiện loại 3. Cho nên câu này chúng ta sẽ chuyển would have travel này thành bỏ have đi. Ta chuyển nó thành là would travel. Câu số 17, câu cuối cùng.
Một mệnh đề là câu mệnh lệnh, thì câu này nó là câu điều kiện loại 1. Như vậy câu điều kiện loại 1 thì ở đây chúng ta không thể dùng would mà chúng ta sẽ dùng là will. Như vậy là thầy vừa mới giúp chúng ta ôn tập lại một số phần. Phần thứ nhất là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Thì các bạn sẽ phải nắm bắt cái phần mà thầy lý thuyết mà thầy cho ở trong cái khung này nha. Và xem lại một số bài tập thầy đã hướng dẫn. Và các cái phần tiếp theo đó là phần về đại từ quan hệ, giới từ và câu điều kiện. Trong cái quá trình làm bài thì cũng có thể là nó sẽ có vướng một số cái sai sót nhất định. Nếu như các bạn quá trình các bạn xem mà câu nào các bạn đang thắc mắc hoặc có vấn đề gì thì các bạn comment ở phía dưới thì thầy kiểm tra lại đáp án nha. Rồi, chúc các bạn ôn thi thật là tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của thầy nha.